Hello mọi người, lại là Will đây. Trong video vừa qua mọi người có hỏi tôi rằng là tôi đang làm cái món bánh gì vậy. Nay tôi giới thiệu lại cho mọi người xem nè. Bánh này có tên là Lost Bun. Đây là một lọ bánh mì có sốt chè bông nhé.